Tôi quê ở Hà Nội, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ bỏ nhau nên là tôi đã được giới thiệu vào tờ báo Sa Mẹ. Đến tuổi trưởng thành thì nhờ có một vài người bạn đã đi trước được vào trường Hoa Sữa để học và các bạn ấy giới thiệu. Cuộc sống với muôn vàn khó khăn, nếu như mà tôi không được sự bao bọc ở Hoa Sữa thì tôi nghĩ là bây giờ cũng không biết là mình như thế nào. Các em ra làm nghề rồi, các em vẫn lấy điện thoại về tại nhà riêng để cô hỗ trợ, vì nên cho nên cái tình cảm đó rất là quý. Thì mình đến đấy mình thấy nhiều người có hoàn cảnh rất là khó khăn, nhưng mà họ đều cố gắng vươn lên trong cuộc sống, học tập thật tốt một cái nghề nào đó để sau này kiếm sống, tự nuôi sống bản thân mình. Accommodation. The majority of teachers who are working here, they aim to be the our students. And now, after graduation, many of them stay and work as a teacher. Thì học sinh ra thì có thể làm ngay được mọi việc. Thế và nói chung là cái học sinh ra mà là học sinh Hoa Sữa thì nói chung là người ta đi được. L'école Hoa Sữa est une école qui est connue sur Hanoï comme une école qui recrute des élèves en difficulté ou d'origine modeste, etc. et qui a une formation professionnelle reconnue de qualité. Donc dès l'ouverture du premier Bixé sur Saint-Blanc, c'était naturel que Bixé s'adresse à l'école Hoa Sữa pour recruter son personnel. Rất nhiều các con của chúng tôi đã được học nghề tại trường Hoa Sữa của Bắc Vi. Và cái số lượng học ở bên trường là hơn 100 cháu đấy. Và tất cả học xong thì đều có công ăn việc làm. Và trong đó có những cháu phát triển rất tốt. Trong Hoa Sữa từ trước đến nay có được những cái thành tựu thì có một lần khá là đáng ghi nhận của các tổ chức quốc tế như là của nước ngoài. The Hoa Sữa doing great job. So we can use them or they can work with us from the day one. I think we should have a more relationship, closer relationship or communication. We decided to hire one student of Hoa Sữa to make the first embroidery things that we start to make in Chulano. The skill that the training that that Hoa Sữa provide to the student is really high standard training. Chồng chị bây giờ thì cũng gặp nhau tại trường Hoa Sữa thôi. Với trong tương lai mình muốn là sau này thì xem là tìm nhà hàng hơi nhỏ. Nhóm trường Hoa Sữa vẫn còn tin tưởng hay là vẫn còn giao việc cho mình hết. Thì mình em sẽ đỡ lại giúp đỡ các bạn như thế nào thì vì môi trường em rất thích. Em mơ ước là mình sẽ cố gắng phấn đấu làm việc để đạt được vị trí cao hơn ở BC. My dream is I can have more disadvantaged young youth. So I want one day I can build my own school
and also that's for charity and have the disadvantaged young youth like Hoa Sữa School. I passed very difficult life, and from here I can see the house like home for others. So I want to help others to get better life. Education changed their life. Trường Hoa Sữa là một tổ chức giúp cho những thanh niên nghèo Việt Nam có nghề, có việc làm để tự lập, vươn lên và bình đẳng trong cuộc sống. Tuy nhiên rất khó khăn, cho nên rất mong các bạn trong nước cũng như quốc tế chung tay với Hoa Sữa. Hoa Sữa is always a very happy family for you.